Đây các bạn ơi, vừa có anh khách anh đấy, anh khách anh đến mang âm ly đến đây, âm ly của anh mang đến kia đây để sửa tiếp. Và bây giờ nó quay lại con âm ly mình chuẩn bị làm đây các bạn ạ. Con này con đời nông ABC 2020G đó, con này điện đó vẫn vào nhưng mà không kêu các bạn ạ. Đó là trong nó bẩn như này đây. Tất nhiên là đời này thì bẩn đúng rồi vì nó lâu lắm rồi đấy, nhưng mà mình sẽ vệ sinh sạch sẽ mình chữa đây. Nói chung những con này là thuộc dạng là xương sẩu các bạn ạ. Và đối với anh em thợ là cũng hơi ngại làm đấy đấy, nhưng mà mình nghĩ là mình đã là người thợ thì mình sẽ phải làm hết, bởi vì là người ta đã dùng cái này quen rồi và nó cũng hay mà đó, và nó phù hợp với loa rồi, đang dùng hay rồi, và mình cũng không thể nào mà là cái thì chữa cái không chữa cả. Mình là người thợ thì mình cũng nên cố gắng làm hết khả năng các bạn ạ. Đó con âm ly này vui phết các bạn ạ. Đấy đây còn có cả lót đáo ở dưới đây. Đấy bạn nào bạn làm mà lót cả báo đây tiếp thật đấy. Này nó thoát hơi đi đâu được. Đó, cái lỗ này là người ta làm có ý đồ của nó rồi đấy các bạn ạ. Đấy người ta thiết kế là cái phần đáy này, chỗ này là công suất nhiệt độ cao là người ta đã phải cho này để nó thoáng rồi đấy. Các bạn lót báo ở đây thì có ngày nó bốc hỏa luôn đấy. Đây các bạn ơi, cho cả áo em chưa mặc một lần rồi. Ôi tốt nhất là không nên mặc áo cho em làm gì cả, cho em nó cởi trần thôi các bạn ạ. Đấy cho cái áo em chưa mặc một lần vào đây này thì nguy cơ là cháy hết cả áo luôn. Ôi đây đây các bạn ơi, ôi trời ơi đấy, cứ áo em chưa mặc một lần vào đây là gần như là muội đen xi hết cả này. Wow cái này làm sao nó kêu được các bạn. Đấy chắc có đánh lửa gì đây rồi. Ôi giời ơi, nó bảo tốt nhất là không nên mặc áo cho em nó mà này. Ok đấy, bắt đầu chiến đấu ghê gớm thật đấy, mạch đen xi luôn. Tại 848 Minh Khai, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội các bạn ạ. Vẫn đang chiến đấu với con 5 ly xem phim này. Đó, đàn ông này. Đây. Con ABC 2020G. Đó. Và lót quả giấy áo em chưa mặc một lần đây là Đức Đoàn xử lý xong rồi. Đấy. Nói chung là lột trần áo em ra thôi chứ còn cho em cởi trần nên nhìn hai cái núm này thích rồi các bạn ạ. Cái đoạn xử lý đây đó, sửa xong rồi, nhìn cái núm bóng bẩy này rồi cần gì mặc áo nữa. Ok luôn, bắt đầu chuẩn bị vào việc thôi. Đặc sản Tắc Đường Hà Nội đây các bạn ơi. Đó đấy, sáng ra tại 848 phố Minh Khai Hà Nội, nó tắc như này đấy các bạn này. Ôi con âm ly này mình làm hôm qua rồi nhưng hôm nay em có thời gian để buổi sáng này thử kỹ lại qua tí để trả cho khách các bạn ạ. Đó đấy, các cổng vào. Con này là bị điện vàng không kêu các bạn. Mình đợt này nó nhiều công việc quá nên cũng quay nhanh nhanh thôi các bạn ạ. Đấy cũng không quay chi tiết được nhiều. Đó.
xếp bát. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả và thật nhiều năng lượng. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở video tới buổi tối nay nhé. Xin chào.